các bạn, cô bác anh chị hôm nay dịp chú Út có kéo tôm đó, mà cô bác anh chị cùng mình đi tham quan cô Út vườn Út kéo tôm sắp tới rồi đây. Ủa mới phát đầu tiên mà nhiều chứ hả? Cái nằm đặt chân hết rồi. Nó bị nghẹn đục hả? Nó bị nghẹn đục. Tới chỗ chật này vô mé luôn được. Ơ lại hỗ trợ cái đục có vướng đâu đó không? Rồi, rồi. Không, với phần bệnh của ông đi chồm còn lại. Ồ vô, trời ơi. Ồ. Vô rồi. Chắc cứu luôn rồi đó. Vô rồi. Đó. Dương hết này nuốt hết rồi. Đó. Đâu có, cũng phải còn số mày đâu mà tiệt nổi nên cái tôm hả? Mày mò được, bắt luôn anh, mày mò hay á. Nó lủi đó. Rồi, vô bao vô cái vụ này nè, có lý đó. Trời ơi. Ông giải hai à. Chưa đâu. Ờ, có thẻ mấy bạn. Có thẻ còn nhóc. Ờ vậy mà. Còn nhiều nữa. Thẻ còn sống đây bờ. Tâm càng này tại làm như nó già nó chết gì vậy. Trong đó không mò rồi. Đó là vô. Không có mò rồi, chưa. Đúng rồi. Hả? Có, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi coi coi nào, sung sung rồi mày đỡ đầu một cái.
thẻ còn nữa nè. Bắt cỏ thải 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 là trước đi trọng. Có bao không? Thải bao xuống nữa chứ. Thải thải mẹ trả lên 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 đó. Cái hết sợ. Bắt hết rồi cho hết luôn á, không có chừa. Cái bao rồi. Không có rộng, cho hết luôn á. Rồi lửa tôm đi, lửa tôm đi. Đi ra bao ra tới. Ủa mẹ ba. Từ từ đi, nó quậy chết à năm ơi. Ba thẻ còn nhóc hết trơn. Thải đại lên đi. Thải đại lên đi. Vậy là cái đó quỷ luôn không? Hả? Quỷ luôn, quỷ luôn. Quỷ luôn gì thải được. Cái đâu nuôi sợ tóc dài. Quỷ luôn đi, quỷ luôn đi. Rồi ra cái chết nữa. Giờ này là giờ quý mà. Con nào lượm con nấy. Ủa này phải có cái sọt đổ vô lửa luôn hả? Hả? Ừ, phải lăn lên mẹ đi rồi lên tắm lửa. Ừ, lửa đó. Quá vậy. Vừa nuôi tôm mà vừa nuôi vịt luôn mà. Tôm nuôi vịt luôn. Mình có tấm cỏ. Mới 3 tháng thôi ạ. Cỏ này mau. Nuôi với ăn 3 gồng. Thì cá đưa đám cỏ ăn hay lắm, ăn thầy luôn á. Ơ sao mày giúp găm vô trong tôm đó? Công trình. Anh để chuyển qua cho vịt mà. Không mà chủ yếu kéo bắt cá đi, còn cái vụ đó thì hồi phải mò. Bây giờ kéo một cái đó rồi bắt đầu cá mò. Bởi vì giờ nó vô giặt mé trơn rồi. Đúng rồi. Giờ chú yếu lượm ba cá tấm cỏ trước đi. Lượm ba cá tấm cỏ trước đi. Ừ. Nên đốt quýnh kéo tôm đang chuẩn bị xả lúa hành đó. Không có để tôm với cá được. Giờ phải mời cá tôm lên hết. Hết rồi, mấy tấm cỏ. Động mất tấm cỏ rồi nhỏ nhỏ rộng qua để dưới nuôi nha. Có thiện xạ mò tôm nữa cơ mà. Không lượm lia lẹ luôn. Bắt mấy nhỏ dưới nuôi đi chứ rồi quỷ ăn thịt không nhiều. Ồ bây giờ tắt mé bò đá thì chứ. Chú còn dữ lắm. Để được tép. Tại gần mặt đất trên vậy là trúng mánh á. Gông quá vậy ói. Cá kè hư vậy ta? Thôi, quá trớn. 50-50 rồi. Quá trớn rồi, quá đáng làm. Vừa nuôi tôm mà vừa nuôi vịt luôn. Xôn xao rồi, trời vô rồi. Trời. Vô không, vô rồi. Vô đục rồi. Đó, vô rồi đó. Quá mạnh mà. Hai con. Có đi luôn mẹ luôn. Trời
đi được cái bỏ quay ngược lại. À, thẻ còn dưới ta. Này là cái đục thứ ba đó. Đục cái chân không tục đục. Tính đồ con để quên cái lợn còn sót ăn mệt à. Cái tôm vịt mà. Vô đây đùng đùng luôn nổi dữ thiệt. Quá mạnh. Khỏe mạnh ha. Bờ gì á? Cà phê. Không sao, cà phê không sao. Vô. Chủ yếu bắt cá rồi còn chích sao. Nè nè nè, thuộc rồi mấy cỏ nè. Nè nè. Hả? Lên trên luôn đi. Yeah. Lên luôn. Chút mẹ ra đất đi. Chứ có mấy tôm đâu. Lên. Rồi, đi đi. Lên cái trũng nè, lên cái trũng này nè. Đập. Quá trớn nè. Đủ mẹ nè. Ghê chứ. Chút được rồi luôn đi. Đi. Chết hết rồi con què gì. Thôi lợi luôn á. Đẻ bỏ mẹ đây luôn đi. Hả? Bỏ vô luôn đi, cho bà lựa. Coi chừng xuống dũng năm. Vậy chứ còn sót mấy con á.
nè. Vậy bán cá bự là thịt hết luôn không? Ờ, bán cá bự thịt cá nhỏ nè. Không dữ thiệt chứ. Cho cho đi. Không mau dữ vậy ta? Người con vậy nên khuyến cáo nuôi ha. Ừ. Vừa ăn sạch rong nữa, nặn cải tạo môi trường lại rồi nữa. Trời ơi. Ồ. Đây bắt mày hen mấy cá nhỏ đem về nuôi lại. Nhỏ đó. Thằng mình năm. Rộng lại. Làm do da lại. Đang bắt con 56 con coi xì đó, bắt con nào đâu. Quất nắm luôn. Nắm tôm càng luôn. Nhỏ quá. Có lóc đâu, có dụ con sao ơi. Mà không bự không? Hả? Cung này ít quá. Phần có tấm cỏ, kéo tấm cỏ giờ đầu mò tôm. Được cái tấm mấy hốt. Nhớ là bao nhiêu cá ngàn để sót thất bại à. Tôm chắc hả? Tôm này chắc cứu không có tôm lọt quá. Tôm đó là ăn là ngon lắm. Thịt nhiều. Chứ còn tôm ốp ốp thì đâu có ngon. Tôm đó là chất dinh dưỡng nhiều á. Năm nay có ăn dừa khô không được, chất béo dữ lắm không hay. Ờ, vì năm nay dừa ăn dừa nhiều. Dừa chứ ăn chay, dừa ăn mặn mà. Vì tôm hay thuốc cá cho sạch sẽ mới được. Lượng tôm mới còn. Một ngày là cá lóc ăn là tôm dữ nhiều lắm. Nào cá lóc rồi nào còn cọc này cái nọ nào nó súm xuống đây nữa mà. Ban đêm thì giạt nữa. Màu quá trắng. Màu quá trắng. Hổm bắt con. Mở thằng trời ở đâu cái trắng này thế. Sao bắt không được kỳ vậy. Ủa, trời tôm ngon lành không? Cái nào mà không vừa ý thải ra đi chứ đừng. Ờ.
không? Sống trong cái mẹ đó nhỏ rồi đó. Đúng cái thà cái rổ nhỏ rồi. Giờ ấy muốn bắt nhiều bắt khỏi có nói kèo hay kỹ gì thôi. Đâu có cái này đi, vậy đó. Không? Vậy đó không? Chết luôn á. Bỏ này lại. Giờ ấy muốn giá. Rồi video đến đây kết thúc. Chào tất cả các bạn.